Chiều ngày 9 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã chủ trì buổi họp báo về hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm 2015. 9 tháng đầu năm 2015, các hoạt động của ngành du lịch diễn ra trong bối cảnh có nhiều thách thức và cơ hội đan xen. Trên thế giới, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang, dịch bệnh diễn ra tại một số khu vực, một số đồng tiền mất giá, sự cạnh tranh giữa các nước trong khu vực ngày càng mạnh mẽ, đã ảnh hưởng đến dịch chuyển luồng khách và lựa chọn điểm đến du lịch. Điểm nổi bật trong thời gian qua là ngành du lịch nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sâu sát của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành. Cùng với đó là sự hỗ trợ của các bộ, ngành liên quan, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với những thuận lợi cơ bản đó, cùng sự nỗ lực của toàn ngành, trong 3 tháng 7, 8, 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng trưởng trở lại, kết thúc 13 tháng suy giảm liên tục từ giữa năm 2014. Trong 9 tháng, ngành du lịch đã đón 5.689.512 lượt khách quốc tế, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014. Phục vụ 48,8 triệu lượt khách nội địa, trong đó khách lưu trú đạt 23,4 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 2,8%. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước từng bước thực hiện chuyên nghiệp, có hiệu quả. Tổng cục Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thành công tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long, hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2015, hội chợ du lịch quốc tế ITE Hồ Chí Minh 2015, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn như hội chợ Travex, ITB Berlin 2015, Intour Market, Pata Travel Mart, tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Singapore, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Czech, Slovakia. Trong 3 tháng cuối năm 2015, ngành du lịch sẽ tiếp tục tập trung triển khai nghị quyết số 92 NQCP, chỉ thị số 14 CTTTG đảm bảo tiến độ xây dựng luật du lịch sửa đổi, chỉ đạo thực hiện các hoạt động, tiến hành tổng kết năm du lịch quốc gia 2015 và công tác chuẩn bị năm du lịch quốc gia 2016. Triển khai theo kế hoạch các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại nước ngoài đảm bảo hiệu quả. Liên quan đến chính sách miễn thị thực, nhằm xử lý những hạn chế về thời gian miễn thị thực chỉ trong vòng 15 ngày, ngành du lịch sẽ kiến nghị các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho khách gia hạn thị thực tại Việt Nam, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành khác nghiên cứu đề xuất với chính phủ gia hạn chính sách miễn thị thực và mở rộng diện miễn thị thực theo lộ trình. Tại buổi họp báo, Tổng cục Du lịch đã dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên báo chí liên quan đến các vấn đề về tận dụng cơ hội thu hút đối tượng khách người Việt Nam ở nước ngoài vừa được miễn thị thực, khai thác cơ hội hợp tác giữa du lịch và điện ảnh, xử lý hiện tượng kinh doanh lữ hành trái phép, phát triển du lịch ở Phú Quốc, v.v.